Chúng ta xét cái phần ứng dụng của nguyên hàm tích phân trong phân tích kinh tế, thì ở cái dạng thứ nhất đó, nó là xác định cái hàm tổng khi biết cái hàm cận biên. Tức là khi mà người ta cho một cái hàm cận biên MI là bằng đạo hàm của thằng F phẩy X, thì nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm ra được cái hàm Fx ban đầu, hàm Fx ban đầu là hàm này. Đó, thì muốn tìm được cái hàm Fx ban đầu đó, thì chúng ta sẽ lấy nguyên hàm của hàm MI này và theo biến x. Tức là đây là dấu nguyên hàm này, F phẩy x dx hoặc là MI dx. Thì khi mà chúng ta tính nguyên hàm á, thì lúc này nó sẽ xuất hiện cái hằng số C, tức là Fx này nó còn phụ thuộc vào một cái hằng số C. Muốn tìm hằng số C á, thì mình sẽ thay cái Y0 bằng Fx0 vào cái biểu thức, thì mình sẽ tìm được cái hàm Fx này. Chúng ta xét cái ví dụ như sau. Tức là nó cho hàm sản phẩm cận biên của lao động và yêu cầu tìm hàm sản xuất ngắn hạn. Trong cái trường hợp này đó, thì cái Q100 bằng 4.000. Thì chúng ta biết là cái hàm MBL này nó chính là đạo hàm của cái hàm Q bằng FNL này. Cho nên mình muốn tìm cái hàm FNL đó, mình sẽ tính cái nguyên hàm của hàm MBL này. Đấy. Thì chúng ta sẽ ghi lại là FNL nó bằng nguyên hàm của cái hàm MBL này. Đó. Mà cái công thức công thức nguyên hàm của chúng ta đó, thì ở đây chúng ta nhớ là cái công thức nguyên hàm của cái hàm dạng là x mũ alpha đó, mũ alpha mà dx đó, thì nguyên hàm của nó thì nó bằng là x mũ alpha cộng 1 và chia cho alpha cộng 1 và cộng hằng số C. Tức là để làm bài này thì chúng ta phải nhớ được cái công thức này. Nhớ được công thức này. Được chưa? Đấy, thì ở đây chúng ta thấy là nguyên hàm của cái hàm gì? Đem là tính nguyên hàm của cái hàm này. Thì cái số 40 này mình đem ra ngoài. À, đấy, thì nó sẽ là 40 nhân cho nguyên hàm của L mũ trừ 0,5 mà DL, tại vì cái hàm này là theo biến L. Thì nó lẽ chúng ta sẽ có thêm một cái bước như thế này, rồi sau đó là chúng ta sẽ tính nguyên hàm của này ra. Thì 40 nè, chúng ta ghi xuống đây, chúng ta ghi xuống đây này, nó sẽ bằng là 40 nè. Rồi, nguyên hàm của L mũ trừ 0,5 thì chúng ta sẽ ghi là L mũ trừ 0,5 mà cộng 1. Rồi chúng ta sẽ chia cho 0,5 trừ 0,5 cộng 1 và cộng C. Và chúng ta lưu ý là trừ 0,5 cộng 1 này đó thì nó lại bằng là 0,5, mà 40 mà chia 0,5 thì nó ra 80. Tức là mình có 40 nè, chia cho 0,5 nè. Còn chỗ này thì L mũ 1 trừ cho 0,5 thì nó là L mũ 0,5 và cộng cho C. Thì 40 chia cho 0,5 này mình ra được cái số 80 này. À, số 80 này. Và L mũ 0,5 ghi lại và cộng C. Thì tới lúc này đó thì chúng ta sẽ có được là lúc này chúng ta sẽ có được cái hàm Q của mình đó. Cái hàm Q của mình là nó bằng cái gì? Tức là lúc này chúng ta có QNL Q bằng 80 L mũ 0,5 cộng C. Đáng lẽ chúng ta phải có chúng ta phải ghi là QNL. Chỗ này chúng ta phải ghi là QNL. Này chúng ta sẽ ghi là QNL nha, Q mở ngoặc ra L
Và theo đề bài ấy, thì nó lại cho là Q100 bằng 4.000. Q100 bằng 4.000. Như vậy thì từ cái Q100 bằng 4.000 này đó thì chúng ta thay vô cái hàm này nè. Đó, cái hàm này thì chúng ta sẽ được cái này. Thì cái chỗ này đó, nếu mà chúng ta thay Q bằng 100 vô, thay L bằng 100 vô chỗ này. Thay 100 vô này thì chúng ta được 4, được 80 nhân cho 100 mũ 0,5 cộng C thì nó sẽ bằng 4.000 này. Thì 100 mũ 0,5 á là nó là bằng 10. Thấy không? 100 mũ 0,5 bằng 10. 10 nhân 8 là 800. Như vậy thì lúc này chúng ta thế vô thì chúng ta sẽ được là 800 mà cộng cho C nó bằng 4.000. Vậy thì mình sẽ suy ra được cái C bằng nhiêu? 3.200. Mà có C bằng 3.200 á thì mình thế trở ngược lên đây. Đấy, thì mình lúc này mình sẽ được cái hàm Q của mình đó, nó bằng là 80 nhân L mũ 0,5 cộng 3.200.